Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đại tú xin kính chào quý ông bà cô bác và toàn thể gia quyến. Tiếp tục chương trình làm chân dung Tam Bảo để nhằm để phục vụ cho những cô bác anh chị em tín đồ. Thì ngày hôm nay anh em tề tụ trở về nơi nhà làm Tam Bảo chân dung để làm những cái khung hình. Đây là những cái khuôn và chuẩn bị chút nữa đi làm đèn led nha gì. Đây là những khung làm đèn led không đó, khung làm đèn led thì ngày mai sẽ vô đèn led rất là nhiều. Đây là một khung nha, hai khung ở dưới khung này là ba khung, đây khung đó là bốn khung, đây khung có năm khung, đây khung có sáu khung, đây khung có bảy khung, đây khung có tám khung. Ngày nào gì đây là đèn led dán vô gì nè, đó là tám khung đèn làm bằng đèn led không đó. Đây là những cái khuôn, đây là cái trang nha, trang Phật. Đây là những cái khuôn mà chuẩn bị mời sẽ vô chân dung thầy Lục Tự Di Đà và câu giảng với thầy. Đây cam đã dán đã được đem về đây, và miếng của quyền này chút nữa sẽ đi thượng cho đồng đạo rồi nè, miếng của quyền này luôn chút nữa sẽ đi thượng cho đồng đạo luôn. Miếng quyền rất đẹp. Đây là những miếng, đây là miếng trần già nha, trần già này là bên trong thì sơn, cái sau lưng thì dán vô can. Đây là miếng, những miếng thì cam đã vừa sáng xong. Đây còn hai hộp đèn nữa nha quý vị, đây một hộp đèn, đây thêm một hộp đèn, đây là hai miếng trần già nha, trái tông nè, màu lên rất là đẹp. Và đây là những miếng đề can đã mới dán xong nữa nè quý vị. Ở đây là nguyên cánh đồng lúa xanh bát ngát nè, ta đang bơm nước lên coi xong đó. Cái máy dầu chạy hình rồi mình hình. Đây là tấm đề can Nam Mô Di Đà Phật. Đây là đề can này dán một chu kiến, nó sẽ chỗ lên đây thành này cái Nam Mô Di Đà Phật. Đây mình thấy là gì không? Ô bác mười bưng luôn hả? À giấc chưa làm khát nước quá kêu cà phê sữa uống. À giấy con gửi tiền luôn. Bốn ngàn hả? Rồi trả cho bác mười 24 ngàn. Đây 24 ngàn. Máy rồi chưa? Đẳng rồi. Để 6 ngày đi nữa mua nước uống sao sao. Rồi cảm ơn nha bác Mười. Làm không gài làm hoài đâu mừng đâu. Nữa nghe nói nếu mà con về dưới xong cái út qua dọn ba cái đồ nè, để dưới bàn ghế nè, dọn lên nhà, dọn chắc lên đây. Cái sàn rồi nó đem lên chắc lên trên đây, không để dưới nữa nó xét nó dơ. Dạ. Nước nấu rồi đó. Thì kính thưa quý vị, dự định là cuối năm này sẽ về nhà chân dung Tam Bảo này, sẽ về dưới nhà có đệ tú thì giữ làm ở dưới. Thì ở đây là nơi cái kho của ba chị sự, cho nên là đệ tú cũng tạm thời, trước kia thì cũng có nói với những chị sự viên là đệ tú sẽ lên đây hỗ trợ cho ban chị sự một thời gian, và cũng mong là ban chị sự cũng hỗ trợ giúp đỡ là làm việc từ thiện, tức là không có đặt để cho đệ tú làm bất cứ chuyện gì, mà do đệ tú có nhu cầu đó là cũng có bàn bạc trước với mấy chú mấy bác và cũng như là mấy cô. Thì cũng thông qua cũng mấy lần rồi thì nói là
À, đệ tú lên đây là để hỗ trợ tiếp ban nhị sự chứ không có đặt để đệ tú là một cái vị trí nào, một cái trách nhiệm gì. Đệ tú cũng phục vụ vì đạo pháp thôi chứ không có duyên cá nhân gì hết, cho nên đừng đặt để đệ tú làm hết mình là chứ không có khỏi đặt để đệ tú biết bổn phận của mình phải làm gì. Cho nên là sau khi mà trả lại cái chỗ cho ban nhị sự thì ban nhị sự cũng sẽ trưng dụng, và ở đây là một cái kho, cái kho để bàn ghế những tất cả các cái của ban nhị sự. Thì trước giờ đệ tú ở đó thì ở trên cái gác đó đó quý vị, còn dưới đây cũng là nhân dung tam bảo. Thì sau này nhân dung tam bảo không còn làm chỗ này nữa, về dưới kia làm, thì ở khu vực này sẽ để bàn ghế và tất cả các đồ chuyên dụng máy móc của ban nhị sự. Như đây là tập trung cái kho ăn để đồ của ban nhị sự đó. Rồi, chương trình làm tam bảo chuyên dung thì đệ tú vẫn hoạt động bình thường, vẫn tiếp tục để làm để nhằm để phát triển được tôn giáo. Tại vì đạo Phật giáo Hòa Hảo là cái đạo gọi là nhập thế, cho nên là mình phải hòa qua đồng trần, mình không có tách ly ở đời, tức là mình sống ở trong cái chung trại với mọi người, nhưng mà mình đem cái đạo pháp của Đức Thầy dạy đó mình áp dụng cho quần chúng, không có tách ly ra. Mình tiếp cận với họ, đặng mình biết họ đang cần cái gì, đặng mình hỗ trợ giúp đỡ. Họ cần chúng ta cái gì thì chúng ta sẽ cố gắng để hỗ trợ họ, thì để hầu đáp đền cái ơn mà ta thọ trong môn một. Cái đồng bào ta và ta có một liên quan mật thiết, chẳng thể gề nhau, không thể chia nhau. Chẳng khi nào có ta mà không có đồng bào, hay có đồng bào mà không có ta. Thế nên ta phải gắng giúp đỡ họ, hầu đáp đền cái ơn mà ta thọ trong môn một. Cho nên là chương trình làm tam bảo chân dung là để hỗ trợ về mặt tinh thần cho đạo chúng ta, một là có nơi thờ tự cúng kiến, hai nữa là để phát triển tôn giáo, phát triển được tinh thần giáo Hòa Hảo, và ba nữa là trên bước đường tu thân thành thiện là chúng ta được giải thoát. Chúng ta đã tự lợi rồi thì chúng ta lợi tha, chúng ta tự giác rồi chúng ta sẽ giác tha. Thì mình tự lợi cho bản thân mình sẽ làm lợi cho mọi người, và mọi người cũng giống như mình sẽ cũng giống như mọi người. Nghe quý vị đó. Thì cũng mong sao tất cả mọi người chúng ta đều hưởng ứng về cái tinh thần đạo pháp, để chúng ta hầu tu tập, để hầu dìu dắt nhau đi đến cái chỗ mà đồng bay về cực lạc một đàn, không còn chịu mắc phải sáu nẻo luân hồi từ khổ đau nữa. Kính chúc mọi người có chương trình thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Kính chúc tất cả đồng đạo chúng ta luôn tu hành tinh tấn nha. Đệ tú xin kính chào và hẹn gặp lại những chương trình sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.